vì ở đó đập răng thì dương vay đập răng được đi ngoài mới mới nhớ nhầm từ đập pi đi móng đập pi đập pi đập pi lớp mau đập pi mà phay răng được đi lớp mau đập pi phay răng được đi ngày mới thì ban được ban được tiệt ban là mau anh chắc mình đi thà là bọn nó vì cầm cả là mau nó bọn nó ok và bọn ngày ban cơn clip thứ hai bọn ngày đã lôi mà lươn tích của anh quạt và nhạt tới 10 bàn tiết đập cuối nhưng của mong quạt mình ra vô à rùm bì phù mó nè nâng à hay mùi tiết kìa mà mưa đây giặt đi vô tập bạc bò lấy chạp đâm chất chạ lấy chạp đâm chất chạ mà lấy ế đấy nè đã tới đây mọi tích vô nâng à nà lấy chạp đâm ế khóc 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 chẳng nâng bập mên tên á đã trơ tích nâng đã trơ nâng lơ mơ sạch chân cù hơn nè đã chơi rừng mà chặt mấy đoạn bút nữa lơ mơ cái chất chà nó nè mà chơi tích ở nên tích phơ lơ cái tích cái miền nè cái tích bà chân chất chà chân đọt cái tích mà ở nên tích mà chơi đó sạch ông vừa đang gấp mông nè này chụp đàm chụp chả nó nè và nè đó nè đặt mông này vờ mông này tình bạn vờ mông mà đôi nhom nè sạch về trắng nè nè sạch về này sạch non về so bạn sạch non về so cạm bờ cài khmai non so cạm bờ đã nên chạy nè này bạn nè mưa bực non và non mà bò dần này khnong này khnong bạn anh ấy khnong cứ so cả một pơ bạn chẳng hay nhầm cắt nơi sân nhầm chạm nhầm thọt sạc ở mờ bạn anh ấy chọc bạn chạm nhầm thọt sạc ở mờ bạn anh nhầm cắt tầm năng sân á cắt tầm năng sân là cái chật chạ nó cứ chạm bị đau mất tì nửa tì mờ là bao nhiêu tì là chạm bị xóa này tới nhầm